sức mạnh dân tộc Việt Nam mãi mãi. Tôi yêu Việt Nam. Trăng sáng ngủ trên mỗi hoa, trăng lên lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng người trên non xa, trăng số bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên. Trăng sáng ngủ trên mỗi hoa, trăng lên lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng người trên non xa, trăng số bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng cho tình người. Trăng sáng ngủ trên mỗi hoa, trăng lên lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng người trên non xa, trăng số bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho một người. Trăng lên lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng người trên non xa, trăng số bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng cho tình người nở đêm sâu. Trăng muôn đời, trăng muôn thắp cho mặt trời dậy trong ta. Trăng ngần lời ai ca mang thương nhớ ngân nga, níu chân người về trên bản làng xa xa. Bản làng em nối ven sườn đồi, hoa trái xum xuê núi rừng bát ngát. Bình yên chim ca trăng gió như hoa, chiều nghiêng trên sông. Dù rằng đời ta thích hoa, tình quê hương vút thành thành âm khúc quân hành ca. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em.
đoàn ta mang anh bác với tên người vĩ đại Hồ. Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em cứ quá trùng gì ta. Lướt sông vượt ngàn này đi, theo bay vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm ánh sáng như ai. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đất nước ta, nhưng đồng thời cũng cho cả thế giới thấy một dân tộc Việt Nam đoàn kết và yêu thương nhau nhiều đến dường nào. Cơn bão khiến chúng ta mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng đồng thời cũng trui rèn sự kiên cường, bản lĩnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng chưa từng sợ hãi hay lùi bước trước bất kỳ một thử thách nào. Mình nghĩ rằng cuộc đời nào mà chẳng có nghịch cảnh, đất nước nào mà chẳng có những khó khăn. Nhưng sự lạc quan, tinh thần đoàn kết và ý chí vững bền là thứ mà dân tộc này vẫn luôn gìn giữ suốt hàng nghìn năm qua. Là người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, mọi chông gai, không chỉ trong cơn bão này mà còn trong cả cuộc sống của từng người. Hàng ngàn năm qua, chúng ta đã là một dân tộc chiến thắng số phận và sẽ luôn luôn là như vậy. Ghi nhớ lời bác dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lầm không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Những cảnh quyền dũng cảm cũng đã ra sức tìm kiếm người mất tích tại làng nhỏ hôm đó. Trong số 8 con chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ, chú chó Vát có sự từng trải nhất. Vát từng xuất ngoại đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận động đất có rung chấn lên tới 6,2 độ Richter. Ngày 12 tháng 9 năm 2024, sau ngày đầu tiên tổ chức tìm kiếm trong dòng suối bùn lầy ngập ngụa ở thôn Làng Nủ, Vát và các bạn của nó đã thấm mệt và kết quả đã tìm được 5 thi thể dưới đống bùn lầy. Cái lạnh của núi rừng Tây Bắc trong những ngày mưa đã khiến da của các anh em trong đội quân khuyển tím tái. Cho dù mặc áo mưa, nhưng chú chó Vát vẫn tỏ ra chịu được cái lạnh và vẫn xốc xáo lội bùn. Chẳng cần phấn thân bằng vòng đông.
cùng em mãi chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hai quê hương. Ngày thứ ba tìm kiếm tại làng Nủ, người dân giúp hồi sinh thần kỳ một chú trâu chìm trong bùn lũ nhưng nhà chủ của nó đã không còn. Giữa hiện trường tan hoang của vụ lũ quét ở thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, người dân và các lực lượng trong ngày thứ ba tìm kiếm đã đưa lên một số vật nuôi, đồ đạc bị lũ cuốn trôi. Giữa đống bùn đất với mênh mông rác, một chú trâu nằm im bất động, tưởng như đã chết, bởi đây là ngày thứ ba nó mắc kẹt giữa dòng lũ bùn. Phát hiện ánh mắt con vật yếu ớt nhưng chưa tắt hẳn, nhiều người dân hô hoán nhau tập trung giải cứu. Con trâu là đầu cơ nghiệp, vẫn luôn là một tài sản quý giá của bà con vùng cao. Chú trâu bị lũ cuốn gãy một chân trước nhưng nhờ các cọc tre và dây kéo, gần chục người đàn ông hợp lực đã đưa được chú trâu ra khỏi vũng bùn lầy, cho trâu uống sữa. Trâu sau đó được người dân đưa đến một nhà gần đó để chăm sóc, bởi nhà chủ của nó 5 người thì đã chết hết 4 rồi, còn một cháu bé 6 tuổi sống sót nhưng đang được điều trị trong bệnh viện. Xin chào, tôi là người chủ của video này, tôi tên là Nguyễn Hồng Kim Ngân. Hôm nay tại trường trung học phổ thông Quang Trung, huyện Cát Tiên cũng có tổ chức chương trình quyên góp để cứu trợ những học sinh bị ảnh hưởng của thiên tai. Magic system.